Chiều ngày 6 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, Ủy viên Quận ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận, thành viên Ban chỉ đạo Quận ủy thực hiện chỉ thị 10 và nghị quyết 28, sự sinh hoạt tri bộ tổ dân phố Trường Trinh 1, phường Quán Chữ. Cùng dự có đồng chí Phạm Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Quận, lãnh đạo Đảng ủy phường Quán Chữ. Tri bộ tổ dân phố Trường Trinh 1 có 59 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên được miễn sinh hoạt, trong tháng 3, tri bộ đã lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xin ý kiến đảng viên vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, cho biển mã QR, hướng dẫn nhân dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Đảng viên tri bộ đã tham gia học tập nghị quyết 07 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 do Đảng ủy phường tổ chức. Tháng 4, tri bộ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố và các đoàn thể tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không vi phạm quy định về trật tự đường hè, ra soát tuyên truyền vận động các cháu trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các quỹ vận động của địa phương. Tại buổi sinh hoạt tri bộ, một số ý kiến kiến nghị của đảng viên liên quan đến việc sửa chữa nhà văn hóa đã xuống cấp, hệ thống loa truyền thanh hỏng đã được đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, ủy viên quận ủy, chủ tịch liên đoàn lao động quận, thành viên ban chỉ đạo quận ủy thực hiện chỉ thị 10 và nghị quyết 28 tiếp thu tổng hợp để gửi về tổ công tác thực hiện quyết định 82 phân loại tham mưu cho Thường trực quận ủy chỉ đạo giải quyết.